Hello, welcome back to my channel Stars Critical. The BB in Zero. Thầy bị chuyện bé đâu? Đây là một em bé có một siêu năng lực. Rồi sau đó thì mình sẽ cho em bé xuống đây. Tiếp đến đó là mình sẽ ngồi trên chiếc ghế sofa. Oh my gosh. Night 3. Wow, bắt em bé đỏ lòm. Mình sẽ tiến theo vào trong căn phòng của em bé nào. Oh my gosh. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game thứ hai. Evinun. Hey,
trong chiếc hộp này thì sẽ có một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa. Và mình sẽ phá chiếc hộp này đi bằng cách đó là ném lên trên cao. Lợi thế từ tầng 2, ném xuống. Có vẻ như chiếc hộp đã được phá ra. Không biết bà ta đâu rồi. Rồi và mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Evindo. Không có gì ở đây. Wow. Một cú bin này. Không biết có lấy nước được ở đây không? À, được rồi. Ở tựa game này các bạn phải thoát khỏi ngôi nhà ma ám này. Một ngôi nhà đã bỏ hoang khá là lâu rồi. Ở trong ngôi nhà này thì có Evindon. Đây là chiếc chìa khóa Mao Shike. Mày muskai. Tiến sâu vào trong, xem trong này có gì không. Ok. Crowbar.
Ở đây thì mình sẽ đi lấy lửa ở bếp. Smart chicken. Mình sẽ xem mật khẩu là số mã số bao nhiêu. Ở đây các bạn sẽ phải chế một loại nước. Khi đó thì các bạn mới vào được trong căn phòng này. Bởi vì căn phòng này thì các bạn phải uống một loại nước thì mới vào được. Nó như kiểu là một loại vấn đề về tâm linh. Demonic World. Khi uống vào thì các bạn sẽ đi được vào trong căn phòng này. Ok, và bây giờ thì sẽ là tựa game thứ tư. Xin hiểu phụ. Chiếc máy bay giấy nào. Đây là chiếc đầu tiên. Chiếc máy bay giấy này là các bạn dùng để khi mà ông ta phát hiện ra các bạn thì các bạn có thể phi chiếc máy bay này. Khi phi chiếc máy bay thì con xin hiểu nó sẽ lè cho các bạn. Nếu đó thì các bạn sẽ được thoát. Còn nếu không có chiếc máy bay khi ông ta phát hiện các bạn thì các bạn sẽ bị bắt ngay. Rồi các bạn có chạy nhanh đến mức nào cũng vẫn bị ông ta bắt mất. Thank you.
mỗi lần vào tựa game này thì nó sẽ có những con đường khác nhau, chứ không có con đường nào giống nhau cả, và các bạn phải đi làm sao để đoán được phương hướng, làm sao để tránh đi vào đường cụt, hoặc đi vào đường cụt thì các bạn sẽ làm sao để đi một đường khác tránh con đường vừa rồi. Ví dụ đường này là đường cụt và mình sẽ phải đi một đường khác, mình sẽ phải đi lại xem như thế nào. Trong tựa game này thì các bạn đi về thoải mái, còn nếu mình ra ngoài đường và như thế này thì chắc mình không dám đi đâu được cả. Mình sẽ ngồi ở trong nhà, đóng cửa, sau đó thì sẽ đợi gọi người cứu thương, cứu hộ đến giải cứu mình. Đó, ok. Và tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả là 3 ngôi nhà và trả lời câu hỏi trong 3 ngôi nhà đó. Khi trả lời đúng 3 câu hỏi, các bạn sẽ đến mục đích cuối cùng. Và lúc đó thì các bạn sẽ hoàn thành được tựa game này. Đó, ok, cứ đi thẳng thôi và đi tìm tất cả những ngôi nhà, sau đó trả lời, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 5, Butcher Room. Tám lượt, wow. Mình sẽ như thế này chứ. Sẽ phải đi kiểu khác. Nếu đi xuống đây luôn thì sẽ chết ngay. Xuống đây, sang đây, lên đây và xuống đây. Không được. Bắt buộc phải như thế này. Tưởng không khó mà khó không tưởng. Xuống mà sao lại không được nhỉ? 3 2 1 Rồi thì cứ đi vòng thôi. 8 nữa. 1 2 3 4 tiếp theo, Ozin 3. Let's go.
should get out of here. Và từ cái này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả là làm chiếc chìa khóa. Một nơi khá là kỳ dị. Và trong này thì có Slenderman. Ông ta sẽ săn lùng các bạn. Mình đã nhìn thấy một chiếc chìa khóa rồi. Chiếc chìa khóa đầu tiên. Những tiếng kêu khá là rùng rợn. Chiếc khóa thứ hai. Chỉ còn một chiếc chìa khóa nữa là sẽ thoát khỏi ngôi nhà này. Phút chót thì lại gặp Tiên. Đâm ra vừa gặp được ít máu và lại thấy được một chiếc chìa khóa cuối cùng. Ok, và mình sẽ chuyển sang tập thứ 7. Evan Dunchu.
Gì đây? Oh my god. Wow. Rồi cái gì rồi? Cô ấy đang leo mây. Oh my god. Đi luôn. Và cô này khá là trẻ. Wow. Rồi, và tiếp tục escape đi học. Where am I? Nơi đây khá là rộng. Một con quái vật khá là kinh dị.
Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.